Sau đây là những tin vắn đáng chú ý khác. Mới đây, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vân Hồ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La cùng Trung tâm Con người và Thiên nhiên PanNature tổ chức hoạt động Ngày Môi trường Ta đi trồng cây nhằm góp phần phủ xanh các khoảng rừng trống trong diện tích rừng phòng hộ tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tham gia sự kiện, bên cạnh cơ quan chuyên môn thì có thêm các thành viên cộng đồng địa phương, thành viên nhóm cộng đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên, đoàn thanh niên địa phương và nhóm những người ủng hộ hoạt động trồng cây từ Hà Nội và các tỉnh thành đã chia thành 5 nhóm đi gieo hạt và trồng cây tại các khu vực rừng nghèo kiệt và phân mảnh khảo sát trước đó thuộc bản Hoa Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Các thành viên của đoàn đã gieo được 4.500 bom hạt, trồng được 1.025 cây dổi, chám dâu da và 250 hom đa. Đây là các loài cây thức ăn phù hợp cho quần thể vượn đen má trắng, loài động vật cực kỳ nguy cấp, chỉ còn 13 cá thể sinh sống ở Việt Nam và Lào.